Cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi mọi mặt của đời sống, cũng như các hoạt động kinh tế xã hội trên toàn thế giới. Riêng đối với ngành dịch vụ bán lẻ, cách mạng công nghiệp 4.0 đang buộc các doanh nghiệp phải thay đổi để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Mới đây, tọa đàm của cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội cho ngành bán lẻ Việt Nam do Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam tổ chức đã tạo nên một diễn đàn mở rộng để các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia kinh tế, thương mại, công nghệ, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ bán lẻ và liên quan cùng thảo luận, phân tích thực trạng, chỉ rõ xu thế phát triển và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế từ chính sách đến thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam trong xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tại buổi tọa đàm, các chủ đề quan trọng và thời sự như tổng quan thị trường bán lẻ và xu hướng phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, bán lẻ với thương mại điện tử, hợp tác và cạnh tranh, phát triển ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, nhìn từ góc độ quản lý nhà nước, những bất cập rủi ro pháp lý đối với ngành bán lẻ trong thời kỳ chuyển đổi số được các đại biểu tập trung thảo luận.